Theo triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tổ chức 6 kỳ họp bất thường, trong đó 2 kỳ diễn ra trong năm 2022, có 2 kỳ, 2 kỳ diễn ra trong năm 2023 và 2 kỳ vào đầu năm 2024. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, kỳ họp Quốc hội bất thường đầu tiên của khóa 15 diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã ghi một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động của Quốc hội. Kỳ họp bất thường đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt khi cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, các nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Đặc biệt, trong hoàn cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước. Kỳ họp được tổ chức nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển. Những nội dung bàn thảo tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt cho năm 2022, năm 2023 mà còn có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong cả giai đoạn 2021, 2025 và các năm tiếp theo. Một năm sau thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ hai. Kỳ họp được chuẩn bị và diễn ra một cách nhanh chóng, khẩn trương, ngay sát dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù thời gian kỳ họp rất ngắn, từ ngày 5 tới ngày 9 tháng 1 năm 2023, nhưng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, các bộ ngành liên quan đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, Quốc hội đã xem xét biểu quyết với sự nhất trí cao thông qua luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và ba nghị quyết. Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội cũng xem xét quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với hai đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận thống nhất rất cao. Ngay sau thành công của kỳ họp bất thường lần thứ hai, đã diễn ra liên tiếp hai kỳ họp bất thường thứ ba vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 và kỳ họp bất thường thứ tư vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 của Quốc hội khóa 15. Hai kỳ họp tập trung vào vấn đề hết sức hệ trọng của đất nước, đó là công tác nhân sự. Cụ thể, tại kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội đã xem xét quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Tại kỳ họp bất thường thứ ba và thứ tư đã quyết định vấn đề rất lớn mang tầm quốc gia có tác động trực tiếp đến toàn xã hội mà không thể chậm trễ. Ngay trong những ngày đầu năm 2024, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua hai đạo luật đặc biệt quan trọng là luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ năm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài, là minh chứng cho tinh thần, lập pháp vì dân. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền diễn ra ngay sau hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào chiều ngày 20 tháng 3. Tại cuộc họp này, Trung ương Đảng khóa 13 đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Với việc tổ chức kỳ họp bất thường vào sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 sẽ có 6 kỳ họp bất thường kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 15, đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 78 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội khóa 15 cũng nhiều lần nhận định các kỳ họp bất thường đã trở thành bình thường nhằm đáp ứng đúng và chúng yêu cầu của đời sống kinh tế, xã hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mọi hoạt động của Quốc hội đều vì mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia dân tộc. Mọi quyết sách của Quốc hội đều phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Chủ tịch Quốc hội khẳng định chúng ta sẽ tiếp tục tinh thần, sẵn sàng biến những điều bất thường thành bình thường để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Bảo đảm yêu cầu kiến tạo sự phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước. Sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 sẽ họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cụ thể vào chiều ngày 20 tháng 3, ngay sau hội nghị bất thường của Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội khóa 15 Bùi Văn Cường đã có thông báo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào 8 giờ sáng ngày 21 tháng 3. Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vậy, khi nào Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường, tổ chức kỳ họp bất thường có gì bất thường hay không? Theo Thạc sĩ Lưu Đức Quang, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ điều 90 Luật Tổ chức Quốc hội thì Quốc hội họp công khai trường hợp cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc của ít nhất 1 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm hai kỳ trong trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất 1 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Như vậy, kỳ họp bất thường của Quốc hội có thể hiểu là kỳ họp của Quốc hội được tổ chức ngoài hai kỳ họp thường lệ mỗi năm. Theo điều 3 Nghị quyết 31/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về yêu cầu về tổ chức kỳ họp bất thường sẽ tùy thuộc vào theo đề nghị của ba chủ thể. Trường hợp Chủ tịch nước, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường thì gửi văn bản nêu rõ sự cần thiết, nội dung, thời gian dự kiến tổ chức, kèm theo hồ sơ tài liệu vân vân gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước 7 ngày tính đến ngày đề xuất tổ chức kỳ họp bất thường. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường phải trước ít nhất là một ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc kỳ họp thường lệ tiếp theo. Trường hợp đại biểu quốc hội yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường, đại biểu quốc hội gửi văn bản nêu rõ sự cần thiết, nội dung, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Văn bản yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường có thể do một hoặc nhiều đại biểu quốc hội cùng yêu cầu ký tên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp các yêu cầu của đại biểu Quốc hội trong khoảng thời gian từ ngày khai mạc kỳ họp gần nhất trước đó đến trước 8 ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc kỳ họp thường lệ tiếp theo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét triệu tập kỳ họp bất thường khi có ít nhất là 1 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu về cùng nội dung. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tổ chức kỳ họp bất thường thì dự kiến nội dung thời gian tổ chức kỳ họp bất thường để báo cáo Quốc hội. Theo Điều 4 Nghị quyết 31-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử lý yêu cầu về tổ chức kỳ họp bất thường, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình yêu cầu hoặc ghi nhận được yêu cầu của Chủ tịch nước, Thủ tướng hoặc của ít nhất 1 phần 3 tổng số đại biểu Quốc hội về việc tổ chức kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm yêu cầu các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chuẩn bị nội dung và gửi hồ sơ tài liệu đến Hội đồng Dân tộc ủy ban của Quốc hội để thẩm tra về nội dung đó và trình ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp. Trong yêu cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ thời hạn cơ quan tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Khi thẩm tra hồ sơ tài liệu trình kỳ họp bất thường, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm thể hiện rõ quan điểm về điều kiện chất lượng của hồ sơ tài liệu trên cơ sở xem xét hồ sơ tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền trình, ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc triệu tập kỳ họp bất thường. Theo Điều 5 Nghị quyết 31-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình tự thủ tục tiến hành xem xét, quyết định các nội dung tại kỳ họp bất thường, hồ sơ tài liệu của kỳ họp bất thường, thông tin về kỳ họp bất thường được thực hiện theo các quy định về kỳ họp của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Quốc hội và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội dung và trình tự quyết định các nội dung trong kỳ họp bất thường sẽ giống với kỳ họp thường lệ của Quốc hội. Theo khoản 2 điều 91 luật tổ chức quốc hội thì dự kiến chương trình kỳ họp quốc hội được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 4 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp bất thường.